Kính chào anh chị, HPG và VGS là hai cổ phiếu em đánh giá đang ở chân sóng cho một cái nhịp đánh trong cuối tháng 4 và sang tháng 5 sắp tới. Thế vậy thì hai cổ phiếu này nó có những cái điều gì và lý do nào mà khiến cho hai cổ phiếu này nó sẽ có những tiềm năng tăng giá mạnh trong những cái tháng tiếp theo? Thì trong video này em sẽ cùng với anh chị chúng ta cùng nhau phân tích kỹ hơn về cái trạng thái của hai cổ phiếu là HPG và VGS các anh chị nhé. Dạ vâng, thêm cũng xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Lê EZT ok đầu tiên thì nói về yếu tố cơ bản thì hai doanh nghiệp này làm ăn rất là cơ bản rồi chúng ta cũng không cần phải bàn quá nhiều nữa ở trong video này thì chúng ta sẽ bàn về góc độ về phân tích kỹ thuật nhiều hơn xem là cái trạng thái dòng tiền và trạng thái kỹ thuật của hai cổ phiếu này nó có điều gì mà nó sẽ có khả năng tăng giá mạnh trong những thời gian tới đầu tiên thì em sẽ đánh giá với cổ phiếu vgs vgs là một trong những cổ phiếu mà trong những tháng gần đây em phải dùng từ là những tháng gần đây thì nó luôn có một cái vận động nếu như các chị ý là nó có vận động luôn biến động mạnh hơn so với những cổ phiếu khác trong ngành thép. Thí dụ, trong giai đoạn hồi tháng 2 thì khi mà nhóm thép được có một nhịp đánh lên thì bao giờ cổ phiếu VGS nó cũng bật tăng mạnh hơn so với những cổ phiếu thép còn lại. Và kể cả trong những phiên ở đây cũng tương tự là như vậy. Các anh chị có thể thấy được là cái nhịp hồi phục ngày 11 tháng 4 thì VGS là cổ phiếu mà nó bật tăng được mạnh nhất lên tới là 5,4%. Trong khi Nam Kim chỉ bật tăng được 3,8%. Hoa Sen thì cũng ở mức yếu hơn hay là Hòa Phát thì cũng chỉ loanh quanh loanh quanh khoảng 1% thôi. Và trong phiên ngày hôm nay thì cũng tương tự là như vậy, VGS vẫn thể hiện một sức mạnh khá là tốt so với những cổ phiếu còn lại trong nhóm thép. Đây chính là một trong những yếu tố mà em đánh giá là cái dòng tiền của cổ phiếu VGS trong những tháng gần đây là đang thể hiện sức mạnh tốt hơn so với những cổ phiếu thép khác. Và về mặt nội tại riêng của trạng thái dòng tiền của cổ phiếu VGS thì các anh chị có thể thấy được là sau cái quá trình tích lũy thì cổ phiếu này nó đã có một nhịp đánh lên đầu tiên. Và dòng tiền đã tham gia vào cũng tương đối là mạnh đối với cổ phiếu VGS trong cái tháng tháng 2 vừa qua. Và trong những phiên gần đây, nếu như các anh chị để kỹ với nhóm thép thì trong cái ngày mà thị trường hồi phục đầu tiên ạ, ngày 11 tháng 4 thì VGS là cổ phiếu nó hồi phục đầu tiên của thị trường và nó cũng là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất của thị trường trong cái phiên ngày 11 tháng 4. Đây. Đây, đây chính là cái ngày mà thị trường test đáy hai thành công. Thì khi thị trường vẫn còn giao dịch ở những mức đang đỏ khá là mạnh thì cổ phiếu VGS nó đã tăng từ rất sớm, từ 9 giờ hơn mở cửa một chút là nó đã hồi phục cực kỳ nhanh. Các anh chị sẽ bật chạc 5 phút lên để chúng ta có thể thấy rõ được cái điều đấy. À, sau khi cũng mở cửa tạo gáp giảm cùng với thị trường thì cổ phiếu VG đến 9h25 là nó đã lấy lại được cái mức giá tham chiếu và sau đó là chỉ đến 9h35 thôi là cổ phiếu này nó đã được đánh lên với mức là hơn 5% và là một trong những cổ phiếu tăng đầu tiên của thị trường trong ngày hôm đó. Chứng tỏ cổ phiếu này nó đang thể được một sức mạnh và có những câu chuyện nội tại cũng như là những sự kỳ vọng của dòng tiền. Và Ừ, trong phiên ngày hôm nay mặc dù là cổ phiếu này thì nó tạo ra một cây nến nhìn thông thường thì đây là một cây nến xấu bởi vì là nó tạo ra cái dâu nến nó dài hơn so với phần thân nến nhưng trong quá khứ cũng đã có trường hợp là cổ phiếu này cũng tạo ra một cái trạng thái tương tự và sau đấy bật tăng một nhịp rất là mạnh đấy các anh chị thấy được là sau cái quá trình cổ phiếu này ừ, đi lên và tích lũy theo cái mẫu hình nền giá dốc lên thì cổ phiếu này nó có một cái nhịp gãy sau nhịp gãy này các anh chị thấy được là có một phiên dòng tiền vào rất mạnh. Là cái phiên ngày mùng 6 tháng 9. Mùng 6 tháng 9 thì cổ phiếu này nó đã tăng lên tới là 9,47% và đến ngày sau đó các anh chị thấy được nó cũng tạo ra một cái cây nến, tạo ra một cây nến bị bán cụt nến như thế này, với cái thanh khoản thấp hơn nhưng vẫn là một một phiên mà thanh khoản trên trung bình 20 phiên. Nhưng sau đấy thì cổ phiếu cũng chỉ cần tích lũy lại hai phiên nữa và tiếp tục tạo ra một cái đà tăng sau đó. Và các anh chị để ý, cái đà tăng này không hề nhẹ một chút nào nhé, không hề nhỏ một chút nào. Và cái đà tăng này sau đó cổ phiếu đã tăng được là hơn 30%. Đó, thì ở thời điểm hiện tại thì cái trạng thái của cổ phiếu VGS em đánh giá cũng gần tương tự, chỉ có là cái quá trình tích lũy và theo nền giá dốc lên thì nó diễn ra một cách ngắn hơn thôi. Đây là một cái quá trình. Đó, đây là một quá trình tích lũy theo dạng nền giá dốc lên và cũng có những phiên gãy rũ ở đây. Sau phiên gãy dụ đó thì cổ phiếu cũng được đánh lên ở phiên ngày mùng 11 tháng 4 với một cái mức lên tới là hơn 5% và phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu cũng bị bán cụt nến và thanh khoản thì cũng trên trung bình 20 phiên cũng như là thấp hơn cái phiên ngày trước đó. Do đó thì về mặt trạng thái kỹ thuật thì em đánh giá nó đang khá là tương đồng so với giai đoạn trước. Và thực ra thì cái việc so sánh bao giờ nó khập khiễng nhưng trong đầu tư chứng khoán thì có một cái thuật ngữ đó chính là mẫu hình hoặc là cách đánh và cái cách đánh hay là mẫu hình nó cũng chỉ là một cái nó thể hiện được thể hiện lại cái hành vi của dòng tiền lớn cũng như là tâm lý của những nhà đầu tư trong cái thị trường chứng khoán đó do đó thì em đánh giá đây nó chỉ là một sự lặp lại của cái giai đoạn này và hoàn toàn là cổ phiếu VGS nó sẽ còn có thể tạo ra được một mức tăng rất tốt trong nửa cuối tháng tư cũng như là sang tháng năm đúng không ạ đó do đó thì VGS là cổ phiếu mà em đánh giá là trong những phiên tới khi điều chỉnh về cái vùng giá 27 thì các chị hoàn toàn có thể cân nhắc mua đối với cổ phiếu của VGS đây là cổ phiếu mà em đánh giá mạnh nhất nhóm thép và mức thanh khoản của cổ phiếu này cũng hoàn toàn để cho chúng ta có thể đáp ứng được đi vốn nó cũng khá thoải mái khi một ngày giao dịch hiện tại nó một phiên giao dịch như phiên ngày hôm nay thì nó giao dịch 43 tỷ thì em nghĩ là hoàn toàn là chúng ta có thể đi vốn nó cũng khá là thoải mái thôi ạ. À. 50 tỷ đi vốn thoải mái ạ. À. Thứ hai là cổ phiếu của HPG. Tại sao em lại lựa chọn HPG chứ không phải là Nam Kim Hoa Sen? Bởi vì là mặc dù là trong phiên trước thì Nam Kim nó bật tốt hơn cổ phiếu HPG. Tuy nhiên về mặt trạng thái thì sự tích lũy của cổ phiếu HPG nó đang vào mẫu hình. Cũng như là nó có sự tích lũy chặt chẽ hơn và nó thể hiện được sự cạn cung nhiều hơn. Đấy ạ các anh chị để ý, các anh chị có thể thấy được đây là một cái mẫu hình. Đây là một cái mẫu hình thu hẹp biến động. Đây là một mẫu hình thu hẹp biến động. Và thường thì sau cái quá trình này, nếu như nó tích lũy tốt, thì hoàn toàn nó sẽ có một cái nhịp tiếp theo. Đó là bật tăng. Đây chính là cái mẫu hình mà HPG nó đang hướng tới. Và trong những phiên gần đây, các anh chị thấy được là HPG đang ở một trạng thái rất kiệt cung. Rất kiệt cung. Trong phiên ngày hôm nay thì HPG nó chỉ giao dịch ở mức có 14 triệu cổ phiếu thôi. Trong khi bình thường trung bình những phiên ở đây thì nó giao dịch lên tới là khoảng tầm là 30 triệu cổ phiếu. Đó, tức là thanh khoản đã sụt giảm đi khoảng tầm là một nửa. Thậm chí là có những phiên, thí dụ như phiên ngày mùng 9 tháng 4 thì cổ phiếu này chỉ giao dịch ở mức là 9,8 triệu cổ phiếu thôi. Cho thấy là cổ phiếu này đang cạn nguồn cung. Nó cạn nguồn cung và đang ở một trạng thái tích lũy rất tốt. Do đó thì đây là cổ phiếu mà em đánh giá là hoàn toàn có thể là nó sẽ tích lũy thêm một cái nhịp ngắn nữa ở đây. Đó, tích lũy thêm một chút ngắn ở đây và sau đó sẽ tạo ra một cái đà tăng trong nửa cuối tháng 4 và sang tháng 5 sắp tới. Và đây là cổ phiếu mà chúng ta đi vốn rất thoải mái, các anh chị có trăm tỷ hoặc là vài trăm tỷ cũng đi vốn một cách rất thoải mái bởi vì là cái thanh khoản một ngày như những phiên ở đây là cạn cung mà cũng giao dịch lên tới là hơn 400 tỷ rồi. Các anh chị nhé. Thì đó chính là những cái trạng thái kỹ thuật mà em đánh giá là khá tốt đối với hai cổ phiếu là VGS và HPG thì các anh chị nhà tư chúng ta chưa có hàng hoàn toàn các anh chị có thể cân nhắc giải ngân và gom hàng dần quanh cái vùng giá đó chính là vùng giá 29.7 đến vùng giá 30 tức là đại khái là nó sẽ không điều chỉnh quá nhiều bởi vì trạng thái tích lũy đang cạn kiệt về về thanh khoản thì thường nó sẽ ít diễn ra những sự biến động cho nên là chúng ta cũng không cần đòi hỏi cổ phiếu phải điều chỉnh quá nhiều các anh chị nhé Dạ vâng, đối với HPG thì trước tiên nó sẽ có một cái target về cái vùng đỉnh cũ ngắn hạn ở đây Đó trên vùng giá 31 Thì nếu như cổ phiếu này lên được cái mức target này Thì lợi nhuận chúng ta sẽ có đâu đó khoảng tầm là 5% Trước tiên chúng ta hãy đặt những cái mức target nó khiêm tốn trước Và trong cái trường hợp xa hơn Trong trường hợp mà thị trường và cổ phiếu này có dòng tiền vào ủng hộ Thì nó sẽ có một mức target tiếp theo lên đến cái vùng giá là 34% Tức là chúng ta sẽ có một cái mức lợi nhuận. Đâu đó khoảng tầm là 15%. Với một cổ phiếu lớn như HPG thì một mức tăng 15% là một điều khá là tốt các anh chị nhé. Khá là tốt. Tất nhiên là có những cổ phiếu khác thì cái việc nó đạt được 15% nó dễ hơn. Nhưng với một cổ phiếu nó có thanh khoản lớn và đi vốn lớn được thì đây là một trong những lựa sự lựa chọn em đánh giá là hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn được và cũng khá là tốt rồi các anh chị nhé. Ok. Còn với VGS thì đây là cổ phiếu mà Ở cách mà chúng ta đo target các anh chị nhé là chúng ta sẽ uh, dùng nến hoặc là dùng những công cụ bổ trợ thí dụ như là Fibonacci đây là công cụ mà em cũng thường xuyên sử dụng thì uh, đối với VGS thì nó sẽ có một mức target lên tới vùng 33.5 tức là đâu đó chúng ta sẽ có một cái mức lợi nhuận khoảng tầm là 21% bởi vì cổ phiếu này nó là một cổ phiếu nhỏ hơn và nó nhẹ hơn cho nên bao giờ cái việc đánh lên nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với những cổ phiếu lớn như HPG, các anh chị nhé. dạ vâng thì trên đây là những cái chia sẻ của em về cái cách mà chúng ta có thể phân tích về một cổ phiếu, xem cái trạng thái của dòng tiền như thế nào và cách chúng ta sẽ um, nhìn nhận và đánh giá một cổ phiếu. thì nếu như các anh chị thấy video này hay và hữu ích, các anh chị có thể để lại một bình luận cũng như là một cái nút like, thả tim để cho em có thêm động lực trong những thời gian tới và ra những video chất lượng hơn các anh chị nhé. Dạ vâng, ngoài ra thì các anh chị muốn tư vấn nhận tư vấn thêm về những cổ phiếu nào, các anh chị có thể nhắn tin cho em qua số Zalo tại màn hình các anh chị đang xem. Và nếu như các anh chị muốn tham gia vào cùng hệ thống um, giao dịch và team Rubik của team EZT thì các anh chị cũng có thể nhắn tin cho em qua số Zalo tại màn hình các anh chị đang xem thì sẽ được em hướng dẫn chi tiết cách cho chúng ta có thể tham gia hoàn toàn là miễn phí các anh chị nhé. Dạ vâng, em xin được kết thúc video tại đây. Em xin kính chào quý anh chị nhà tư nhé.